Chào mừng quý khán giả đang đến với bản tin Esport ngày 31 tháng 1. Chương trình hôm nay sẽ gồm những nội dung nổi bật sau đây. Barcelona đụng độ Real Madrid ở bán kết cúp nhà vua. Ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, Chelsea kích hoạt bom tấn mùa đông. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có khả năng không tham dự V-League 2023. Tại La Liga Santander, một vài kết quả không như ý của Real Madrid đang khiến cuộc đua vô địch có phần lợi thế cho Barcelona. Phong độ ấn tượng của đoàn quân Xavi cũng khiến cho niềm tin nơi người hâm mộ đã thật sự quay trở lại. Tuy nhiên, hành trình phía trước của họ sẽ vô cùng chông gai khi đội bóng xứ Catalan liên tục phải chạm trán những đối thủ rất mạnh, trong đó có trận El Clasico tại bán kết cúp nhà vua với đại kình địch Real Madrid. Đoàn quân Xavi vì thế cũng tỏ ra hết sức tập trung trong kế hoạch tập luyện của mình. Chỉ một ngày sau trận thắng Girona, huấn luyện viên Xavi Hernandez và các học trò đã có mặt ở sân tập Tito Villanova. Trước mắt họ sẽ là lịch thi đấu rất dày đặc với các đối thủ Real Betis, Sevilla, Villarreal tại La Liga trước khi chạm trán Manchester United ở cúp châu Âu. Chưa kể đến trận El Clasico với đại kình địch Real Madrid ở cúp nhà vua vào ngày đầu tháng 3. Buổi tập mới nhất, tiền đạo Ousmane Dembele vắng mặt do bị căng cơ đùi trái. Dự kiến, cầu thủ người Pháp sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng. Vì vậy, huấn luyện viên Xavi Hernandez quyết định gọi hai cầu thủ trẻ là Angel Alarcón và Lucas Roman lên tập luyện cùng đội 1. Đây là những ngôi sao mai trưởng thành từ vườn ươm La Masia. Trong đó, Angel Alarcón được đánh giá rất cao khi liên tục ghi bàn cho đội U19. Mới đây, anh được trao cơ hội ra sân ở trận gặp UD Celta tại cúp nhà vua Tây Ban Nha và vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2025 với Blaugrana. Barca sẽ ra sân vào ngày 2 tháng 2 để chạm trán Real Betis ở lượt đá vụ vòng 17. Chấn thương đáng tiếc của Dembele phần nào sẽ được giải quyết khi Robert Lewandowski và Ferran Torres trở lại sau án phạt. Bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà Real Betis cũng đang tích cực tập luyện nhằm hướng đến cuộc tiếp đón Barcelona. Tiền đạo Borja Iglesias được huấn luyện viên Manuel Pellegrini cho phép tập riêng trong phòng gym, không phải tập luyện cùng các đồng đội. Điều này giúp Iglesias hồi phục thể lực sau khi cày ải liên tục 374 phút. Trong buổi tập này, còn có sự xuất hiện của giám đốc thể thao Antonio Cordon. Trong phiên chợ mùa đông, huấn luyện viên Pellegrini mới chỉ có thêm sự phục vụ của hậu vệ trái Abner, trong khi Alex Moreno chuyển đến Aston Villa. Với việc đặt mục tiêu giành vé dự Champions League, phong độ gần đây của Real Betis là không thuyết phục. Thay cho Pellegrini hiện đã tụt xuống vị trí thứ 6, kiểm tóc 43 điểm và đá nhiều hơn một trận. Việc phải đối đầu với Barca đang bất bại sẽ là thử thách cực đại dành cho tham vọng của đại diện xứ Andalusia. Sau chuỗi trận thăng hoa dưới triều đại mới của Kike Setien, Villarreal đã cho thấy những dấu hiệu hụt hơi. Tàu ngầm vàng chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Và mới nhất thì tại trận đấu muộn vòng 19 La Liga, họ gây thất vọng lớn khi thất thủ trên sân nhà trước đội bóng được đánh giá thấp hơn là Rayo Vallecano. Trên sân nhà La Ceramica, Villarreal chủ động chơi tấn công mạnh mẽ từ những phút đầu. Trung phong Gerard Moreno có ít nhất 2 cơ hội rõ rệt nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc. Phút 25, đến lượt Jeremy Pino dứt điểm điệu nghệ, đưa bóng chạm vào xà ngang. Phải đến phút 43, Rayo Vallecano mới có cơ hội để đáp trả, nhưng Patasis lại không thể tận dụng. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa không đều. Kịch bản tương tự diễn ra trong hiệp 2 khi Villarreal làm chủ thế trận, khi thủ môn Dimicheski làm việc vất vả. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, tàu ngầm vàng phải trả giá. Phút 70, tận dụng việc thủ môn Jorgensen ra vào thiếu hợp lý, Sergio Camelo thoát xuống dứt điểm gọn gàng và mở tỷ số trận đấu. Có được bàn thắng dựng trước, Vallecano càng thi đấu hứng khởi hơn. Trong khi đó, Villarreal tiếp tục tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Mặc dù vậy, trận đấu không có thêm bàn thắng nào được ghi. Để thua với tỷ số tối thiểu, Villarreal dậm chân ở vị trí thứ 5, trong khi Rayo Vallecano chỉ còn kém nhóm dự cúp châu Âu 2 điểm. Cũng tại La Liga, thầy huấn luyện viên như thầy áo chính xác là những từ ngữ để miêu tả Valencia. Bầy dơi mới đây đã tiếp tục chia tay chiến lược gia Gennaro Gattuso sau chuỗi trận vô cùng kém cỏi, cũng là vị huấn luyện viên thứ 10 mất việc tại sân Mestalla.
từng được kỳ vọng gây dựng triều đại mới và vực dậy Valencia đang khủng hoảng. Nhưng tất cả những gì mà chiến lược gia người Ý làm được là vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng La Liga với chỉ 5 trận thắng sau 18 trận đã đá. Sau chuỗi thành tích đáng thất vọng, câu lạc bộ Valencia và huấn luyện viên Gennaro Gattuso đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Tờ Marca cho biết, nhà cầm quân người Italia chủ động nộp đơn từ chức lên ban lãnh đạo của bầy dơi sau thất bại trước Real Valladolid vào cuối tuần qua. Huấn luyện viên Gattuso và thượng tầng Valencia đã nảy sinh mâu thuẫn từ lâu và không thể hàn gắn. Ông không được gặp trực tiếp chủ tịch Peter Lim để nói về kế hoạch phát triển đội bóng. Lần gần nhất, cả hai nói chuyện với nhau qua video call là trước trận bán kết Super Cup Tây Ban Nha vừa qua. Nhưng Gattuso không được đề cập quá nhiều đến tình hình của bầy dơi. Về kế hoạch chuyển nhượng, Reno muốn có thêm một tiền vệ trung tâm và một cầu thủ chạy cánh trong tháng 1 năm 2023 nhưng không được chấp thuận. Với lực lượng khá mỏng, đội chủ sân Mestalla không có được thành tích tốt. Tính riêng ở La Liga, họ mới chỉ giành được 5 chiến thắng kể từ đầu mùa giải và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn một điểm. Hiện tại, Voro Gonzalez sẽ thay thế Gattuso dẫn dắt Valencia cho đến khi đội bóng tìm được huấn luyện viên mới. Ở ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông, tiền vệ Isco đã tìm được bến đỗ mới và đó là câu lạc bộ Union Berlin, được xem là chú ngựa ô đang so kè quyết liệt với Bayern Munich ở Bundesliga. Và cuối năm 2022 thì tiền vệ kỳ cựu của Real Madrid đã đồng ý chấm dứt hợp đồng với Sevilla trước thời hạn. Chủ nhân của giải Golden Boy 2012 nhận nhiều lời đề nghị từ nước Anh nhưng cuối cùng đã lựa chọn nước Đức cho hành trình tiếp theo của mình. Nhà báo uy tín Fabrizio Romano xác nhận tiền vệ Isco đã gia nhập Union Berlin theo dạng chuyển nhượng tự do. Ngôi sao Tây Ban Nha sẽ tiến hành kiểm tra y tế trước khi ra mắt đội bóng mới. Trước đó, vào cuối năm 2022, Isco và câu lạc bộ Sevilla đạt được thỏa thuẩn thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Tờ Goal tiết lộ cựu sao Real Madrid có mối quan hệ không tốt với giám đốc thể thao Monchi và hai bên tính chuyện chia tay từ hồi tháng 11. Trong vòng một tháng qua, Isco nhận được lời mời từ Everton, RB Leipzig và đội bóng cũ Malaga. Nhưng anh đã lựa chọn gia nhập Union Berlin, đội bóng được xem là ngựa ô ở vị trí thứ hai ở Bundesliga. Ở tuổi 30, Isco không còn giữ được phong độ quá ấn tượng như thời đỉnh cao. Tuy nhiên, anh sở hữu nhiều kinh nghiệm trong việc chinh phục các danh hiệu, điều mà Union Berlin rất cần để cạnh tranh sòng phẳng chiếc đĩa bạc Bundesliga với Bayern Munich. Theo nhiều nguồn tin uy tín, trung vệ của Atletico Madrid là Philippe đã đạt thỏa thuận chuyển đến Nottingham Forest. Trung vệ 33 tuổi có tổng cộng 113 lần ra sân trong màu áo của Los Colchoneros kể từ khi chuyển đến sân Metropolitano vào năm 2019. Tuy nhiên, ở mùa giải này, anh chỉ được huấn luyện viên Diego Simeone sử dụng vỏn vẹn 193 phút tại La Liga. Vấn đề tuổi tác cũng khiến Philippe trở nên chậm chạp, thường xuyên mắc sai lầm. Leverkusen và Wolverhampton từng cố gắng chiêu mộ Philippe nhưng không thành công. Đối với Nottingham Forest, Philippe sẽ là tân binh thứ 26 của đội bóng này kể từ mùa hè năm 2022. Về phần Atletico Madrid, đội bóng Tây Ban Nha đang cố gắng tìm phương án thay thế. Đó có thể là trung vệ Carla Soyuncu của Leicester City. Một trong những cái tên hoạt động rất tích cực trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 đó là Chelsea. Họ đã chi tiêu khoản tiền lên đến hơn 450 triệu bảng tính đến lúc này của mùa giải năm nay. Và con số có khả năng sẽ tăng lên trước thông tin là The Blue được cho sắp kích hoạt bom tấn kỷ lục trong kỳ chuyển nhượng tại Ngoại hạng Anh. Chelsea đã ở rất gần tiền vệ Enzo Fernandez trước khi thị trường chuyển nhượng mùa đông khép lại. Theo truyền thông Anh, The Blue chấp nhận bỏ ra 120 triệu euro để phá vỡ hợp đồng giữa Fernandes và Benfica. Nếu thành công, Chelsea sẽ thiết lập kỷ lục chuyển nhượng mới của bóng đá Anh. Kỷ lục cũ thuộc về thương vụ Jack Grealish chuyển đến Manchester City vào năm 2021 với giá 117,5 triệu euro. Enzo Fernandes cho thấy sự trưởng thành vượt bậc trong màu áo của Benfica. Tại World Cup 2022, anh được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Ở chiều ngược lại, The Blue đang tích cực thanh lý những cái tên không còn nằm trong kế hoạch của mình. Jorginho đang được Arsenal quan tâm, mức giá được cho là rơi vào khoảng 40 triệu bảng kèm phụ phí. Trong khi đó, Hakim Ziyech rất có thể sẽ chuyển đến Paris Saint-Germain theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2022-2023. Tuyển thủ Maroc gia nhập Chelsea từ Ajax vào năm 2020, nhưng đến nay thi đấu chưa đúng với kỳ vọng.
Câu lạc bộ Everton đã bổ nhiệm Sean Dyche làm huấn luyện viên trưởng theo bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2025. Chiến lược gia 51 tuổi sẽ ra mắt đội chủ sân Goodison Park ở cuộc tiếp đón Arsenal vào cuối tuần này. Nhiệm vụ của Sean Dyche là giúp Everton tránh khỏi nguy cơ xuống hạng lần đầu tiên sau 69 năm. Hiện tại, The Toffees đã tụt xuống vị trí áp chót tại Premier League sau khi để thua 9 trong 12 trận đấu gần nhất. Thành tích bế bác ấy là nguyên nhân khiến huấn luyện viên Frank Lampard bị sa thải. Tài năng của Sean Dyche đã được khẳng định trong thời gian ông dẫn dắt Burnley. Ông giúp đội chủ sân Tottenham thăng hạng Premier League vào năm 2016 và giành quyền tham dự vòng sơ loại Europa League vào năm 2018. Vì vậy, người hâm mộ Everton có quyền mơ mộng về chuỗi thành tích ấn tượng khi nhà cầm quân người Catherine ngồi trên băng ghế chỉ đạo. Ở một diễn biến khác thì Manchester City gây bất ngờ lớn trong phiên chợ mùa đông khi để Hao Cancelo chuyển đến khoác áo Bayern Munich. Cặp bến sân Etihad từ Juventus với mức giá kỷ lục là 74 triệu bảng, hậu vệ người Bồ thích nghi nhanh chóng và đã trở thành trụ cột rất quan trọng của đội bóng thành Manchester. Tuy nhiên thì ngôi sao 28 tuổi đã buộc phải chia tay nước Anh để chuyển sang một đội bóng khác. Manchester City quyết định để hậu vệ Hao Cancelo chuyển đến Bayern Munich theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2022-2023, kèm theo điều khoản mua đứt không bắt buộc, trị giá 70 triệu euro. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi cầu thủ người Bồ Đào Nha được xem là trụ cột của Manchester City trong nhiều năm trở lại đây. Ở mùa giải này, anh ra sân tổng cộng 26 trận cho The Citizen, ghi 2 bàn thắng và có 5 kiến tạo. Nhiều nguồn tin cho biết, Cancelo phải rời sân Etihad là do anh có bất đồng sâu sắc với huấn luyện viên Pep Guardiola. Cựu sao Juventus từng tranh cãi với Pep Guardiola trên sân tập vì bản thân không được ra sân thường xuyên sau World Cup 2022. Ở 3 trận đấu gần nhất, Cancelo phải ngồi trên băng ghế dự bị. Về phần Bayern Munich, họ đã có ý định chiêu mộ Cancelo từ lâu. Nhiều khả năng, hùng xám xứ Bavaria sẽ đẩy Benjamin Pavard sang Barcelona để dọn chỗ cho tuyển thủ người Bồ Đào Nha. Câu lạc bộ Leeds United xác nhận tiền vệ Weston McKennie sẽ chơi bóng tại sân Elland Road theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2022-2023. Để hoàn tất thương vụ này, Leeds phải trả cho Juventus 1,2 triệu euro phí mượn, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 33 triệu euro. Điều khoản ấy sẽ trở thành bắt buộc nếu đội bóng đạt được thành tích cao tại Premier League. McKennie là tân binh thứ 3 của Leeds United trong tháng 1 năm 2023. Trước đó, họ đã chiêu mộ thành công tiền đạo trẻ Jorginho Rutter từ Hoffenheim với giá 28 triệu euro và trung vệ Maximilian Weber từ Sanbus với giá 12 triệu euro. Bóng đá Brazil vừa phải đón nhận một tin buồn. Theo tờ O Globo, chiếc xe buýt chở đội U16 và U18 của câu lạc bộ Villa Maria Helena đã rơi xuống sông Angu khi đang di chuyển trên cầu để quay trở lại thành phố Duque de Caxias. Chiếc xe bị lật úp và nằm lại ở trên bờ sông Angu. Vụ tai nạn khiến 4 người thiệt mạng, bao gồm một người lớn và 3 trẻ vị thành niên. Ngoài ra, 29 người khác bị thương nặng và phải cấp cứu. Trước đó, đội U16 và U18 của câu lạc bộ Villa Maria Helena di chuyển đến thành phố Uba Boranga để tham dự giải đấu dành cho lứa tuổi vị thành niên. Kết quả, đội U18 Villa Maria Helena giành chức vô địch, trong khi đội U16 giành ngôi Á quân tại giải đấu này. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của họ đã bị che mờ bởi tai nạn thương tâm này. Chuyển sang tin tức bóng đá trong nước đáng chú ý, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gây bất ngờ rất lớn trong giai đoạn vừa qua với những biến động mạnh mẽ về lực lượng. Họ chia tay một loạt những ngôi sao của thế hệ vàng như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường và Hồng Duy. Tương lai của đại diện phố núi còn bị đặt dấu chấm hỏi rất lớn trước nguy cơ không thể tham dự V-League mùa giải 2023 vì những vấn đề liên quan đến nhà tài trợ. Rắc rối xoay quanh vấn đề nhà tài trợ giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VBF vẫn chưa đi đến hồi kết. Hôm qua, đội bóng phố núi đã gửi công văn số 30 đến VBF và ngỏ khả năng Hoàng Anh Gia Lai có thể không tham dự V-League 2023 vì thiếu kinh phí hoạt động do phải đền bù thiệt hại cho nhà tài trợ Carabao. Đội chủ sân Pleiku cũng thông báo cho VBF để sắp xếp lại lịch thi đấu nếu họ không thể tham dự giải. Đồng thời, khẳng định sẽ làm việc với nhà tài trợ để tìm ra giải pháp. Mâu thuẫn giữa Hoàng Anh Gia Lai và VBF bắt nguồn từ việc cả hai đều có nhà tài trợ chính là nhãn hàng nước Tăng Lực.
Theo các văn bản được ký kết, đội bóng phố núi sẽ vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp và điều lệ V-League 2023 nếu sử dụng hình ảnh và nhà tài trợ của mình để đặt bảng quảng cáo, in logo trên áo đấu và các hoạt động khác. Trong trường hợp Hoàng Anh Gia Lai không tham gia thi đấu, V-League 2023 sẽ vắng bóng một trong những đội bóng được yêu thích nhất của bóng đá Việt Nam. Trước đó, đại diện phố núi cũng gây chú ý khi chia tay một loạt những ngôi sao của thế hệ vàng như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy và Lương Xuân Trường. Thông tin liên quan đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng đã khép lại bản tin Esports hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở bản tin Esports ngày mai.